Kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tiến Thật sự mấy hôm nay Tiến không biết nên vui hay buồn hay đang phân vân nữa về video của thầy Minh Đạo xin từ chức đó Thì như chúng ta đã biết là ngày 11 tháng 8 Thầy Thích Minh Đạo ở tu viện Minh Đạo đã có thư thông báo với giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thầy trả y bát và hoàn tục Thì từ hôm đó đến nay Tiến cứ phân vân và suy nghĩ có lên làm video ngày hôm nay hay không Thật sự là không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Nên vui vì thầy được uh, tu hành, được tu nương theo được tu theo hạnh như thầy Thích Minh Tuệ. Hay nên buồn vì 30 năm thầy đã cống hiến cho giáo hội Phật giáo Việt Nam và các em nhỏ. Không biết sau này tương lai thầy sẽ như thế nào, thật sự tiến đang rất phân vân. vân. À, và câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta là như này. Vậy số phận tu viện Minh đạo của thầy Minh đạo sẽ như thế nào? và số phận của những trẻ em mồ côi ở đó sẽ đi về đâu và khi thầy Minh Đạo không còn là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa liệu giáo hội Phật giáo Việt Nam có thu hồi chùa Minh Đạo lại và có tiếp tục duy trì hoạt động nuôi dạy trẻ em mồ côi ở tu viện Minh Đạo đó hay không đó là vấn đề mà Tiến rất thắc mắc mấy ngày hôm nay và sau một thời gian tìm hiểu thì Tiến quyết định nên video này để nói rõ cho mọi người hiểu hơn về thầy Minh Đạo và tu viện Minh Đạo tương lai sẽ đi về đâu như chúng ta đã biết ngày 11 tháng 8 thầy Minh Đạo đã có thư gửi giáo hội Phật giáo Việt Nam với nội dung như sau Tiến xin phép được đọc qua nội dung cho quý vị cùng nghe Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc giáo hội Phật giáo Việt Nam kính gửi thường trực ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu con tên là Võ Tiến Dũng pháp danh Thích Minh Đạo giáo phẩm thượng tọa hiện tại trụ trì tại tu viện Minh Đạo. Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Gấp thỉnh con viết giấy này để thông báo đến hội đồng trị sự Phật giáo Trung ương và thường trực ban Phật giáo trị sự Bà Rịa Vũng Tàu. Con xin hoàn tục trở về với đời thường, kể từ ngày hôm nay, con xin kính gửi lại y bát tăng tịch chứng điệp bằng Phật học con xin chân thành cảm ơn ngày 11 tháng 8 năm 2024 Và khi mà các Phật tử hay tin ấy, đã đến hỏi Thầy rất là nhiều Hỏi Thầy rằng tại sao Thầy Minh Đạo có thể buông bỏ tất cả mọi lợi ích để tu theo hạnh đầu đà của Thầy Minh Tuệ Và Thầy Minh Đạo đã trả lời một cách xác thực rất dễ thương quý vị ạ Thầy nói như này Em đã lỡ thương sư Minh Tuệ rồi và Phật tử cũng nỡ thương em rồi nên em không muốn là một người hèn Và đó là tất cả nội dung mà uh, Thầy Minh Đạo muốn gửi đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Ký tên và đóng dấu tu viện Minh Đạo Vậy đó thưa quý vị Thầy Minh Đạo đã chọn con đường buông bỏ tất cả Buông bỏ toàn diện Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bằng cách là trả lại y bát này Tân tịch này, chứng điệp này và bằng Phật học Để không còn là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa và thầy Minh đạo có thể mặc y phấn tảo tự do tu tập theo hạnh đầu đà của thầy Minh tuệ đó cũng là một điều rất là vui nếu thầy hướng đến con đường tu hạnh đầu đà nhưng mà cũng rất là khó khăn vì mới đầu tu rất là khó và gian nan và tiến nghĩ thầy đúng là một người có bản lĩnh dám nói dám làm để xác quyết rõ ràng lập trường và tư tưởng của mình để bảo vệ con đường tu tập theo chánh pháp của mình Quý vị biết nói thì dễ chứ không dễ dàng được đâu quý vị ạ Nhưng mà thật ra rất là khó Thầy Minh Đạo đã hơn 30 năm tu tập và một thời gian sám hối rất là dài rồi Thầy mới đi đến quyết định buông bỏ như vậy Nhất thầy Minh Đạo cũng đã tu tập 30 năm rồi quý vị ạ Con người gắn bó mới, với giáo pháp Phật giáo 30 năm không phải là ít Với những nguyên lý suốt cuộc đời 30 năm Bây giờ thầy buông bỏ nó không phải là dễ đâu quý vị ạ ừ, Tiến còn nhớ ngày ấy khi mà thầy Minh Đạo nỡ khen thầy minh tuệ và bộ y phấn tảo thì nghe lập tức giáo hội phật giáo việt nam đã ra quyết định kỷ luật thầy rồi và thầy minh đạo đã phải quỳ xuống sám hối tự nguyện nhận kỷ luật và sám hối thật sự giây phút đó rất xúc động mình cảm thấy có một thứ gì đó rất là ngang trái khi mà mình chỉ vô tình khen một người khác thôi lời khen thì lời khen thì không nào lời khen thật lòng không bao giờ là tội lỗi cả mà thầy phải sám hối và lúc đó thầy cũng chỉ một lòng xin giữ lại tu viện để trở về tu viện để chăm lo no cho các trẻ em mồ côi thôi và thầy đã sám hối trong một thời gian rất là dài từ đó đến nay và tiến nghĩ khi thầy sám hối thầy đã ngộ ra được con đường cho riêng mình rồi và khi thầy ngộ ra được con đường đi cho riêng mình rồi nên là thầy đã nguyện bỏ tất cả xin trả lại cho xin trả lại tất cả cho giáo hội Phật giáo Việt Nam tất cả những gì mà có 30 năm qua như y bát tăng tịch hay chứng điệp thầy đều trả lại hết thầy muốn hoàn tục và tiếp tục và thầy một thầy muốn hoàn tục nhưng thầy vẫn muốn tiếp tục được sám hối nữa chứ không phải là thầy không còn hoạt động nào khác và thầy cũng có nói sau khi rời giáo hội Phật giáo Việt Nam thầy tiếp tục lên núi sám hối tiếp trong vòng 3 năm và mỗi năm thầy chỉ xuống núi một lần vào ngày lễ Vu Lan và trong thời gian đó thầy Minh Đạo sẽ suy ngẫm về những nguyên tắc của những người tu hành thầy Thích Minh Đạo sẽ suy ngẫm về những nguyên tắc của những người tu những nguyên tắc của nhà Phật và mà thầy đã học trong giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt 30 năm qua và tu viện Minh Đạo 30 năm những trải nghiệm của cá nhân thầy ấy, mình nghĩ đó là một con đường lựa chọn xứng đáng của thầy chúng ta hãy tôn trọng những gì mà thầy đã quyết định con đường của thầy Minh Đạo hay con đường của thầy Minh Tuệ chỉ khác nhau là họ không còn ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa thôi nhưng chúng ta vẫn tôn trọng những người tu hành dù ở trong Phật giáo có dù còn ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa hay không nhưng con đường tu hành của hai vị thầy này rất đáng tôn trọng và tôn kính Tiến không dám nói con đường nào đúng con đường nào sai và chỉ có Đức Thế Tôn Đức Phật mới là người hiểu rõ nhất và không phải con đường nào cũng dễ đi cả quý vị ạ con đường khổ hạnh rất là khó đi và mà thầy Thích Minh Tuệ đã chọn đi được con đường đó rồi cũng rất là gian khổ chúng ta thấy rằng ấy, chùa cao bóng cả sắc giới tiền bạc đủ thứ hết cám dỗ rất là kinh khủng luôn một bên là khổ hạnh một bên là sắc giới và vật chất thì tiến nghĩ con đường khổ hạnh sẽ giúp các thầy thoát ra khỏi vật chất và sắc giới nhiều hơn nữa và thầy minh đạo ấy, thầy chỉ nói là thầy sẽ hoàn tục và thầy chưa đưa ra được một tuyên ngôn nào hết về chất lý Phật học cả mà thầy chỉ nên núi để sám hối và trong vòng 3 năm mỗi năm thầy xuống núi một lần vào ngày lễ Vu Lan báo hiếu mà thôi chúng ta hy vọng sẽ đón thầy thích minh đạo với những uh, tư tưởng mới những minh triết mới của nhà phật để chấn hưng và phát triển phật học ở việt nam chúng ta và chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi đầu tiên chắc chắn rằng mọi người rất muốn biết câu trả lời như thế nào ạ à? à, thầy thích minh đạo trải y bát tăng tịch tất cả cho giáo hội phật giáo việt nam rồi thì số phận tu viện minh đạo và các trẻ em nhỏ mồ côi ở đấy sẽ như thế nào và đầu tiên tiến muốn nói rằng mảnh đất ở tu viện Minh đạo do thầy Minh đạo và một số bằng hữu khác mua và đứng tên thầy đã được uh, chính quyền xã Phú Mỹ cấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và tu viện Minh đạo vẫn đang hoạt động như là một cơ sở tôn giáo cá nhân công việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi vẫn tiếp tục như bình thường và cũng may là đã có rất nhiều phật tử làm công quả phục vụ công việc uh, nuôi dưỡng các cháu ở đó có nghĩa là thầy thích minh đạo sẽ ẩn tu 3 năm để sám hối và tìm ra con đường đi cho riêng mình và tu viện minh đạo vẫn hoạt động bình thường quý vị ạ và hiện nay một số phật tử nào công, công quả ở đó cùng các quý thầy tình nguyện viên ấy. tiếp tục đến rất là đông tiến rất hoan hiểu điều đó và tiến cũng mong giáo hội phật giáo việt nam và các tu sĩ cộng đồng phật tử cùng nhau chung tay giúp sức mong mọi người giúp tu viện minh đạo cùng các trẻ em một cô ở đây được uh, lo ấm và đầy đủ hơn ạ. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối an lành. A Di Đà Phật.